Thân ái chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn đây là một cái tủ điều khiển từ xa qua điện thoại sử dụng cho động cơ 5.5 kW 3 pha. Thì cái tủ điều khiển từ xa này nó có thêm đặc biệt là nó có thêm hai cái đồng hồ. Thì đây là đồng hồ báo volt và đồng hồ báo ampe. Ở phía trên này là ba đèn báo pha và dưới này là đèn báo trạng thái tải. Phía dưới này nút nhấn này thì bên này sẽ chạy chế độ bàn tay và bên này sẽ chạy chế độ từ xa qua điện thoại. Còn ở giữa thì tủ sẽ bước vào trạng thái tắt. Thì cái đồng hồ này nó sẽ đo mức ampe tối đa là 30 ampe và đồng hồ volt này nó sẽ đo điện áp là 380 V. Rồi đây là phía trong tủ, thì phía trong tủ cũng đơn giản thôi. Đây là CB dùng để đóng cắt nguồn điện, đây là bộ khởi động từ dùng để bảo vệ động cơ. Thì rồi lên nhiệt này, chúng ta mở cái nắp này ra, chúng ta sẽ tùy chỉnh mức ampe tùy ý để phù hợp với từng loại động cơ. Rồi, còn đây là bộ điều khiển từ xa qua điện thoại AF01. Thì bộ điều khiển này nó giúp chúng ta có thể điều khiển thiết bị từ xa qua điện thoại bằng cách gắn một cái sim vào. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành gắn cái sim này vào trong bộ điều khiển và tiến hành cấp nguồn, chạy thử cho mọi người xem. Chú ý, chúng chiều gắn sim là chiều vác này đưa ra ngoài và mặt đồng ấp xuống dưới, và chúng ta để vào cái sim chúng ta chỉ cần nhấn nhẹ vào là được. Đó, như vậy là đã lắp sim thành công. Và ở đây sẽ có ba dây điện vào là ba dây pha và dây trung tính. Đây là dây trung tính thì để lấy điện 220 để nuôi bộ điều khiển, và ngõ ra nó là ba dây pha. Đây, mọi người đấu dây ở phía cầu đấu bên dưới. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành cấp điện và bây giờ sẽ bật cầu dao. Rồi khi bật cầu dao thì đèn báo pha sẽ sáng lên. Rồi và vì đây là đồng hồ đo 380 V nhưng mà hiện tại là cấp điện 220 nên là không đủ điện áp, nên là đồng hồ này nó sẽ không lên đủ 380 V, và hiện tại mức điện áp là 100 V. Và khi mà cấp đủ 380 V điện 3 pha thì nó sẽ lên. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ chờ trong giây lát cho thiết bị được khởi động. Đây, hiện tại thiết bị đã khởi động xong, đã đèn xanh dương đã sáng lên. Bây giờ tôi sử dụng cái điện thoại này để đăng ký quyền điều khiển cái tủ điều khiển này. Đây, tôi sẽ chọn tiên là đăng ký. Gửi đến thì nó sẽ báo tin nhắn về là cài đặt số điện thoại thành công. Khi đó cái số điện thoại này có thể điều khiển cái tủ này từ xa thông qua điện thoại. Rồi, đã có tin nhắn trả về là cài đặt số điện thoại thành công. Đây, đây là tin nhắn. Bây giờ tôi sẽ tiến hành chuyển cái công tắc này qua chế độ điều khiển bằng tay, bằng điện thoại. Rồi, gạt qua đây, chế độ điều khiển bằng điện thoại. Sau đó, tôi sẽ gọi điện đến cái số điện thoại trong cái tủ điều khiển. Tôi sẽ nhá máy số vào. Thì lập tức, động cơ nó sẽ bật lên và nó báo tin nhắn về cho chúng ta biết. Đó, hiện tại động cơ đã khởi động lên. Và nó sẽ báo tin nhắn về cho chúng ta là động cơ đã hoạt động, nên là ở đâu chúng ta cũng có thể biết được trạng thái của thiết bị chúng ta. Đây, đã bật thiết bị rồi. Bây giờ chúng ta có thể tắt bằng cách là sóng tin hoặc là chúng ta gọi vào cũng được. Đó, đã tắt rồi. Bây giờ tôi thực hiện lại, giờ tôi sẽ tiến hành gọi vô thì nó sẽ tự động bật lên. Rồi, và nó sẽ báo tin nhắn về. Đó, tin nhắn báo về là đã bật thiết bị.
Đây. Bây giờ tôi sẽ gọi lại lần nữa. Thì nó sẽ tắt luôn và nó cũng vẫn báo tin nhắn về. Đây là điều khiển không tốn cước nha. Rồi. Và nó cũng báo tin nhắn về cho chúng ta biết. Rất là đơn giản và tiện lợi. Đó, tin nhắn báo về. Đã tắt thiết bị. Rất là gọn. Hoặc là ở gần chúng ta có thể sử dụng công tắc này. Chúng ta gạt qua này thì lập tức động cơ sẽ chạy. Đó, đây là chế độ điều khiển bằng tay. Rồi, tủ nó đơn giản là vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.